Xin chào anh em, hôm nay em sẽ test chiếc đi Onkyo model là Intra A701D. Trong này thì nó sẽ có kết nối cổng quang nha, anh em có thể chơi nhạc mạng từ Smart TV nè, cổng CD chơi nhạc từ tàu đĩa nha. Rồi khi mà ta chọn cái cổng quang á, thì nó sẽ có cái đèn báo tín hiệu giải mã đây nha, thì digital cổng optical đây. Rồi chức năng là contrabass, chỉnh bass mềm cứng nha, chỉnh bass nè, chép ba lăng. Rồi chức năng tone nè, chức năng processor đi trực tiếp hoặc là qua cái cầu nối chữ U, Re và Men nha. Rồi CD analog nè, cổng quang nè. Cổng quang hoạt động ok nha, cổng analog ok, bass chép mic đầy đủ luôn nha. Rồi anh em mua hàng vui lòng liên hệ tôi số điện thoại 0834563852.